Chào cả nhà, hôm nay thì nhà mình đang chuẩn bị đất và cũng như là trồn lên giá thể để chuẩn bị trồng lý đấy mọi người. Lấy đất này, chở đất thì đất phù sa. Cái này thì cái phân trôn quế ủ khá là lâu đấy. Cái này thì gần như không có mùi gì nữa mà cầm rất là tơi. Phân trôn quế mọi người có càng nhiều càng tốt nhé. Đang đổ đất, đất phù sa. Mọi người có thể dùng đất đất ruộng cũng được. Đất mà đất trồng lúa, ấy. Đất trồng lúa thì khá là lý tưởng, ngon đấy. Hoặc là những cái đất trồng mau, đừng có phèn mặn, chua, hoặc là nhiều cái kim loại nặng là được. Không phải quả là kỹ càng lắm nhưng mà tốt nhất là những cái đất mà là những loài mà khạc hò nó, tức là những loài không phải là hành tỏi đấy, là tốt nhất. Cung hò nó thì về sáu trong hãy bị bệnh. Bên này thì trấu một ít cái mun cưa để khá là lâu đấy mọi người. Trấu này thì cũng để lâu phết rồi. Trấu thì tốt nhất để mọi người chú đáo thì ngâm hoặc là đổ đống ấy, xong rồi cho nó mưa nắng để cho nó mềm ra sẽ tốt hơn. Mình để mới quá thì nó sẽ cứng ấy, giữ ẩm kém, nó tới xốp đấy nhưng mà nhiều quá nó giữ ẩm kém. Thường thường khoảng 1/3 là đất, 1/3 phân chuông và còn lại là trấu này, rồi mun cưa, sới dừa. Và cái này thì nhiều đất hơn một chút, hơn 1/3, nó khoảng 40%. Còn lại thì bên này thì khoảng gần 30% là phân chuông, còn lại là ở bên kia là mung này, rồi là đấu sớ dưa chẳng hạn đấy, cả cái thành phần khác. Rồi bên này thì đổ đống này đấy. Về phân chuông thì nên mọi người ưu tiên những cái phân những cái loại mà ăn cỏ ấy. Cái này là ủ mục, ăn phân gà thì phải thực sự là ủ kỹ thôi, hoặc là ngoài chấu xử lý kỹ rồi. Sớ dưa thì cũng nên dùng những cái loại cũ, chứ còn mà nếu mà mới quá không nên dùng. Dùng cái loại nào thì mình nên cân nhắc và phải thực sự là sạch sẽ đó, còn không là dùng đối với nguy hiểm hơn. Đấy thì làm cả trong lý với cả là con tulip thì cần tốt nhất là nên trong làm thoáng hơn, làm nó xốp hơn lý đấy. Lý trong thì nó cái yêu cầu của nó thì cũng là giữ ẩm nhá. Thành phần cái giá thể ấy, thì mọi người cứ hình dung là phải đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất là giữ ẩm tốt, tức là sẽ có những cái phân chuông là một này, với cả là cái mun cưa sớ dưa, những cái này nó để giữ ẩm. Hai là cái dinh dưỡng, dinh dưỡng thì có thể là quá phân này, một phần là đất nó quá phân, và một yếu tố nữa là thoáng, nó thoáng ở trong cái giá thể để cho cái rễ nó thở được cái tốt ấy. Vừa thoáng để nước không khí nó lưu thông ở đó giá thì nó một cách là đều đặn. Thì cái thành phần trấu hoặc là những cái nếu mà có thêm được những cái dạng mà thô thô như thế thì để cho giá thể nó thoáng ở đó. Đó là ba cái yếu tố mà cái một cái giá thể nó đáp ứng để trong một cái hóa lý nó tốt này. Đấy là chia sẻ quá với mọi người về cái giá thể nhé. Mọi người có thể trồng đấy, đi làm để trồng trồng chầu hết đấy mọi người. Đấy, còn nếu mà trồng ở dưới luống thì rải lên, cứ thế là lấy mấy cái phay mấy cây diệt thôi. Cái này là làm để trồng chầu đấy.